Dậy. Dạ sao tôi dậy nè. Anh có dậy không? Không dậy phải không? Không. Ủa làm gì vậy? Dậy làm gì vậy? Hơi gái đứng tướng kỳ quá à. Vậy chứ. Vô ý vô tứ, tự nhiên vô phòng của người đàn ông đang ngủ say. Tôi, anh có biết tôi là ai không mà anh nói tôi tự nhiên vô phòng anh? Biết rồi, cô là gia sư mới của tôi chứ gì. Đúng vậy. Có gì lạ đâu, trước cô đã có 108 người tới rồi. Rồi họ đâu rồi? Tự nhiên tới rồi cũng tự nhiên đi luôn. Tôi không phải là người thứ 109 tự nhiên tới rồi tự nhiên đi đâu, không bao giờ tôi đi hết. Tự tin quá ha. Sao không tự tin, tôi biết cậu tin gì luôn. Hoàng Lê Nhất Định ảo tưởng. Các số đo 85, 85, 65 chứ gì. Hả? Thằng nào số đo? Xấu quá vậy. 85, 85, 65. Thằng này vậy cái mông nó nhỏ xíu. Cậu chứ ai? Tôi hả? Ăn nói nham nhở. Giờ có học không? Học. Ngồi xuống. Xin mời. Rồi cũng đi với mấy người trước thôi, có gì đâu. Cảm ơn. Cô làm gì vậy? Sữa của tôi mà. Rồi ngậm làm gì không, nuốt luôn đi. Tôi tưởng mời gia sư. Mời gia sư tự nhiên đâu vô. Hết rồi. Ghê. Rồi học đi. Trước khi học tôi giới thiệu với cậu. Tôi nhìn cậu thì tôi nghĩ là tôi với cậu cũng bằng tuổi nhau. Cho nên có thể nào tôi có chức vụ tôi thì nó hơn một chút. Tôi tới đây tôi dạy, ít nhất phải kêu tôi là cô giáo đúng không? Kêu tôi, kêu tên cũng được, nhìn thấy ghê quá. Kêu tên đi nha. Tôi là Hương. Bây giờ tôi dạy toán lý quá, anh học môn nào? Địa. Giỡn mặt với anh hả? Tôi dạy toán lý quá mà đời học. Học học địa sao tôi dạy được? Học học khác được không? Cô muốn dạy gì dạy đi, dạy gì học cái đó. Đúng không, dạy dễ đâu đường ha. Bây giờ là đề cương ôn thi lớp 12 của anh. Tôi sẽ dạy cho anh môn hóa. Hỏi câu hỏi nào anh làm ơn trả lời câu hỏi đó giùm tôi nghe chưa. Chúng ta bắt đầu. Thế nào là liên kết kim loại? Nêu những điểm khác nhau giữa liên kết kim loại với liên kết cộng đồng hóa trì. Giữa liên kết kim loại với liên kết ion. Giỏi. Thấy vậy mà cũng chịu học đó chứ. Hãy cho biết những tính chất vật lý chung của kim loại là gì. Dựa nè, dựa vào cấu tạo của kim loại để giải thích những tính chất này. Ok. Quá đáng hả? Tôi đã dạy cho cậu mà cậu còn ngáy vậy hả? Học. Ngủ rồi mà chảy nước miếng thì gớm à. Lao đi. Đi. Dơ giấy, đồ biến thái. Đi, cậu làm gì vậy? Tôi không có sợ đâu, tôi không có nghĩ đâu. Đêm qua nằm mơ thấy em, mà em vui với ai trong vòng tay. Nhìn em anh nắm hai cái tóc của em phi ngựa, người trường xa. Tôi giỡn cậu hả? Cậu quá đáng lắm nghe chưa? Ngồi xuống không? Này cái gì vậy? Cáo chứ cái gì? Cậu đây, đừng con quá. Giật Tôi. Dạ anh chào hai bác. Học đi, rồi học đi. Học tiếp, học lý tiếp. Tự nhiên kèo trên. Thì ra là cũng sợ ba mẹ à. Cái tên này còn thuốc trị. Hay đâu, đề của tôi nãy tôi đưa ra bây giờ giải cho tôi đi, xong chưa? Xong rồi. Ủa xong rồi hả? Trời ơi. Đề mày đưa cho tôi còn giải chưa xong nữa mà sao mày giải lẹ dữ vậy? Đây, xong rồi. Đây. Ha ha ha. Cậu vẽ ai mà xấu quá vậy? Cô. Cái mặt cô khoan, xí xí đợi tôi xíu. Còn thiếu cả mắt kiến nữa. Cô nè. Cậu quá đáng. Tại sao vẽ tôi xấu dữ vậy? Thì hả? Có hai cái găng súng này nè. Vừa phải thôi nghe chưa? Không có được đối xử với gia sư mình như vậy nghe chưa? Tức quá vậy?
Đừng có gì. Cuối cùng cũng bỏ về đâu, sướng quá. Tôi không có về đâu. Hả? Tôi về đường này nè. Đây là toilet của cậu, làm gì tôi về đường đó được. Tôi không về, nhất định không về. Tôi ở đây tôi dạy cho cậu. Tôi không học, tôi ngủ. Vậy không? Ngủ luôn. Lì vậy. Vậy không? Không. Vậy không? Không. Vậy không? Vậy không? Vậy chưa? Không. Vậy không? Không. Không, tôi ngủ. Gì đây? Cái gì vậy? Hả? Trời! Cô làm gì vậy? Trả lại cho tôi. Cô đừng có quá đáng nghe chưa? Đứng im đó. Đàn ông trai mà có cái này, có cái này, có cái này. Nãy giờ tôi đâu biết chị em bạn gì là khỏe rồi. Quỷ sứ. Nói sớm là đỡ mệt rồi. Bị vậy lâu chưa? Lâu rồi. Hồi nào á? Năm lớp 7 lận. Trời ơi, nít ranh mà bị rồi à? Có ai biết không? Không, giấu gì lắm sao biết được. Trời ơi, vậy chị em bạn gái không làm hết hồ. Quỷ sứ à. Giấu gì lắm. Vậy hả? Không, không nói cho ba mẹ biết luôn hả? Không biết, bạn mẹ cũng không ai biết á. Vậy đỡ rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi dạy cậu cũng đỡ mệt chút. Cô là người biết đầu tiên luôn á. Vậy à? Nhớ nhà, tôi biết đầu tiên cái gì. Công nhận à? Giờ tao thấy thoải mái vậy sao? Nãy nó gò bó. Giống nhau quá. Trời y chang luôn. Ngày mai đừng nói tôi mua giấy da đen mang á. Ghê. Hai chị em tóc bạc như nhau. Ủa sao trà dữ vậy? Chị em mà. Thôi tôi không chơi chị em nữa đâu, chứ ghê quá. Học tiếp đi. Học hả? Ừ. Thôi được rồi. Ngồi xuống. Khoan. Gì vậy? Nãy giờ tôi quên nói với cô á. Tôi đeo cái kiến này già lắm. Còn trẻ mình không có nên đeo mắt kiến như vậy. Tôi bị nếu cận. Bị cận thì bây giờ có rất nhiều loại contact len màu sắc rất là đẹp. Mình đeo vô vừa thời trang mà vừa dễ thương hơn. Đó. Đó, về nhìn phải trẻ trung hơn không? Đó, áo này già quá. Cởi đi. Dạ. Ừ. Đó. Đó. Đâu phải bà cụ đâu mà tự nhiên mà áo len nóng muốn chết luôn á. Khoan, khoan. Gì đó? Xíu nha. Đó, cái này tháo ra đi. Cột với làm chi. Cột cho nó mát. Vậy nè, nó dễ thương hơn. Đó. Đó. Vậy nó tự nhiên dễ thương. Đó, sang dòng coi. Đó. Dễ thương hơn rồi đó. Khoan đã. Cái màu son này hơi bị già. Bởi vì cô còn trẻ không nên đánh son màu đó. Đánh cái màu này nó tươi hơn nè. Đó. Dễ thương hơn. Để tôi chùi cho. À, đánh lại cái màu này nha. Làm gì vậy? Chị em mà, chị em mà. Mình học tiếp đi nha. Học tiếp đi. Cô sao vậy? Chị em được. À, đúng không? Nhưng mà tôi biến học quá. Sao vậy? Cậu phải học chứ. Không học nữa đâu. Sao mà không học? Giờ cậu thích cái gì cậu phải nói. Phụ nữ. Tất nhiên rồi, cậu thích phụ nữ từ hồi năm học lớp 7 là muốn làm phụ nữ rồi. Nhưng mà muốn làm phụ nữ thì cũng phải có học mới có bằng cấp chứ. Không phải, tôi thích làm đẹp cho phụ nữ. Wow! Ai chả biết điều đó, đúng không? Nhưng mà có muốn làm đẹp hay muốn làm gì nữa mình cũng phải học cho ba mẹ mình vui. Cậu có thấy không? Cậu có thấy em trai cậu không? Cái cậu mà to béo phì đó, rất là nghe lời ba mẹ cậu.
Em trai nào em trai? Ba tôi đó. Con một hả? Ừ. Ờ, ông bự nãy là ba tôi á, ngày xưa ổng mà vận động viên ném tạ đó. Vậy hả? Ừ. Ổng thể thao quá à. Anh chảnh cứ thích xíu thể thao nào hết trơn. Trời, mỗi người mỗi khác. Ba mẹ tôi cứ bắt tôi phải theo ba tôi, phải vừa biết chơi thể thao mà vừa phải đi làm kinh doanh. Tôi lại không thích những hoạt động mạnh mẽ tay chân. Tôi thích làm nghệ thuật, tôi thích làm đẹp với phụ nữ hơn. Bởi vì tôi buồn lắm. Ba mẹ lúc nào cũng bắt con cái cũng phải theo ba mẹ hết, mà không có cho tự do phát triển theo thiên hướng nghệ thuật của mỗi người chứ bộ. Đâu có ai, ai cũng giống ai được đâu. Gò bó tôi khó chịu muốn chết luôn vậy. Ừ, hiểu rồi. Bởi vậy thôi, tôi nói với cô rồi, tôi không có học nữa đâu. Không chịu học đâu. Tôi nói rồi, tôi không học. Nếu mà anh không học, anh sẽ trở thành một người bất tài vô dụng. Tại sao? Anh có biết ở ngoài xã hội không? Người ta đi làm quật ha, 7 ngày trong một tuần, 12 tiếng đồng hồ trong một ngày. Để anh ngồi ở nhà sung sướng như vậy, chỉ có việc học thôi, cũng chịu học là sao? Trời, tôi ngồi đây là tôi đã giúp ba việc cho mọi người. Giúp việc gì? Vậy thứ nhất, tôi không học nhưng mà tôi ngồi đây, cô vẫn đến dạy cho tôi, cô vẫn lãnh lương là tôi giúp cho cô. Việc thứ hai là tôi chịu ở đây, tôi không đi đâu, tôi quậy phá. Và ba mẹ tôi cũng vừa lòng bởi vì có đứa con ngoan, đúng không? Việc thứ ba là tôi không ra đường. Biết đâu tôi ra đường tôi làm những chuyện tầm bậy tầm bạ, xã hội sẽ có thêm một phần tử xấu thì sao? Tôi làm tốt ba việc vậy thôi chứ cô đòi hỏi tôi gì nữa. Ờ ha, đúng rồi, nói quá đúng rồi. Bây giờ xong suy nghĩ ra, thôi khỏi học đi. Ý gì mà không được, anh đừng có giả bộ. Tôi tới đây để được mướn tới đây để dạy chứ không phải tới đây để tâm sự với anh. Tại sao tôi nói như vậy mà cô không hiểu tôi nè? Tôi không hiểu. Tôi mệt cô quá. Tôi á đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi thích làm đẹp cho phụ nữ. Bởi vì phụ nữ ngày nay rất là năng động, giống như cô nè. Không những là biết nữ công gia chánh nè, cô còn biết nè, biết năng động, biết tự làm nè, tự kiếm việc làm nè. Nhưng mà cô quên mất một điều, đó là làm đẹp. Cô phải nhớ rằng tình yêu á là vĩnh cửu, nhưng sắc đẹp chỉ có một thời thôi. Bao nhiêu cặp vợ chồng ly dị cũng bởi vì người phụ nữ không biết làm đẹp trong mắt chồng, đúng không? Thí dụ như cô nè, tối ngày cô cứ lao đầu vô công việc, cô không có quan tâm đến nhan sắc của mình. Đó, mới có nè, 20 tuổi đầu à, bằng tôi nè. Vậy đó, ăn mặc như bà cụ à. Son á, thì tái, mắt á, thì đánh sệ xuống, tóc á, thì sơ sát, áo áo khoác như bà già. Giờ này mùa hè mà mặt mang dớ, nhìn cô á, thì tôi quải quá à. Quê mùa quá à. Cô ấu chỉ mà à, anh quá đáng à, anh chê gì mà chê dữ dội vậy à? Anh quá đáng anh à, gì nó cũng quá ít rồi chứ. Nhìn cô... Sao khóc vậy? Không, tôi chỉ muốn nói lên cái suy nghĩ thật của tôi thôi. Chứ tôi không có ý là chê cô đâu. Chứ thật sự tôi thấy cô ăn mặc không có hợp thời trang, nhưng mà cũng có cái phong cách riêng. Cách gì? Cũng có dễ thương. Nhưng mà cô nhiệt tình. Cô có trách nhiệm cho công việc. Là tôi quý cô rồi. Thấy không ạ? Đó, cô lại hay cười nữa. Mà nụ cười thì bao giờ cũng đem niềm vui đến cho mọi người. Tôi rất thích cô điều đó. Tại vì ba mẹ tôi biểu tôi hay cười á. Chứ thật ra tôi cười này giả tạo lắm á. Tôi nói thiệt với anh á, tôi không thích chút nào á. Nếu như đúng anh tiết của tôi sẽ giọng anh một cái. Tại vì anh không chịu học hành. Biết không, nói tính lại với anh là tôi được mướn tới đây để dạy học, chứ không phải tới đây nghe anh thuyết pháp cho tôi. Nhưng cô gia sư ơi, cô cũng hiểu một điều là tôi rất muốn nói suy nghĩ của tôi với ba mẹ tôi. Nhưng ba mẹ tôi, cô đã gặp, cô đã tiếp xúc rồi, ba mẹ tôi khó tính và bảo thủ lắm. Tôi không dám nói điều đó. Tôi biết rồi. Nhưng mà anh như vậy hoài á, thì có 10 năm sau, 20 năm sau mà anh không nói thẳng với ba mẹ anh, cứ nhất định là phải học với tôi sao? Không học với tôi, học 100 người nữa, anh cũng không muốn học thì nó cũng không vô đầu được đâu. Anh cũng sẽ không bao giờ có bằng đại học được. Mà anh mãi mãi không nói mộng ước của anh ra với ba mẹ anh, thì anh vẫn là Hoàng Lê nhất định ảo tưởng, kể cả 10 năm sau cũng vậy. Hiểu chưa? Tôi đi về. Khoan! Gì? Cô giáo sư, cô nói tôi đã hiểu được một điều rồi. Không phải ai bước chân vào đời cũng bằng tấm bằng đại học. Từ nay tôi hứa với cô, tôi sẽ không nhu nhược nữa. Tôi sẽ nói được ý định của mình, tôi sẽ nói được cái quyết định của mình đối với ba mẹ tôi, để ba mẹ hiểu và không ép buộc tôi nữa. Cô thấy tôi có dũng cảm ghê chưa? Anh đàn ông quá à. Thấy tôi man không? Man. Ừ. Ủa, nếu anh đàn ông vậy thì cái hôn hồi nãy là sao ta?
Cô đừng có lo, chị em mà. Chị em. Chị em gì? Tôi nhìn thấy trong cặp mắt của anh đó, nó đàn ông quá à. Nó manly quá à. Em của tôi á. Anh dám nói tôi là con một? Đúng rồi, con một. Có một mình tôi là con trai à, còn ba đứa em gái nữa. Cái này là một bầy rồi chứ con một gì. Dạ em chào chị. Anh hai. Gì? Anh hai ghê nha, có bạn gái mà giấu phải không? Đâu phải bạn gái đâu. Chứ ai? Gia sư mới của anh. Anh đang gù quá. Gia sư. Chị. Chị là gia sư của anh hai em hả? Ừ. Ý ghê nha. Vậy bây giờ hai anh chị phải khao tụi em đi ăn một chầu rau mắt. Yeah. Được chị. Được à, luôn. À đúng rồi, hồi nãy em thấy chị nhảy dữ quá. Ừ. Chị biết diễn kịch không? Ủa sao chất quá à? Tưởng hỏi chị nhảy dữ quá mời chị đi nhảy chứ kêu chị diễn kịch hả? Biết không chị? Biết chứ, chị một cây văn nghệ ở trường á. Trời diễn ơi, cái gì nói chị giúp cho. Chị, tụi em nhờ chị minh họa cho tụi em một tiết mục văn nghệ để thi cuộc thi nhóm ca trẻ á. Dạ gì minh họa liền? Dạ da mẹ tụi em. Trời ơi, bộ chị già lắm hai em. Đó thấy chưa, mấy đứa em của anh còn chê á em già đó thấy chưa. Không sao, chị không có buồn đâu. Chị sẽ vô giúp tụi em minh họa mẹ phải không? Dạ. Chơi luôn. Bây giờ tôi sẽ vô trang điểm cho cô thành ba mẹ. Lên đường. Yeah. Đi cái đường này nè chị. Lợi điểm 2 cô không thấy là sao? Em kỳ cục. Thôi, trong khi chờ đợi tiếp tục câu ca. Là nổi tiếng nhất làng luôn. Làng này mà thấy mình đi câu cá là ai cũng ngán. Bữa nào đi câu, vỏ cá cũng đầy. Họ nói mình có xác cá. Họ nói mình có bùa. Bùa móc xì. Xác cá móc xì. Chẳng qua là bủ bối của dòng họ để lại thôi. Nhưng mà bủ bối này dễ gì mình báo, mình nói cho người khác biết. Chết mang theo, sống thì giữ trong bụng. Cái này là cái gì? Cám heo ăn thôi. Phơi khô xong đem rang cho nó thơm lên, trộn với đất sét rồi móc mồi câu. Liệu xuống nước, mấy con cá nó nghe mùi thơm quá là nó ăn. Vậy là mình giật lên, bỏ vô vỏ. Cá ăn móng hả trời? Ngồi đây dám lát chi mì ở đây. Ê, nghe có người phá phải không? Ai đó? Bước ra. Ai? Ê, ê, đang đâu nha? Ai vậy? Bước ra. Ai? Trời ơi, ai hả trời? Ai hả? Ủa em đó hả Hằng? Dạ. Trời, em đi đâu em mặc bộ đồ thiết ghê hả? Em đi mua rượu cho cha. Trời ơi, đi mua rượu cho cha mặc bộ đồ vậy? Chắc đi mua vàng còn ghê hơn hả không? Trời ơi, mặc bộ đồ này em đi ở xa. Anh dòm em mà anh tưởng nguyên bộ ổ bánh da lợn á. Màu xanh, màu vàng, màu hồng. Trời ơi, thấy ghê quá. Thôi đừng có nói ghê, cái này là cha mai cho em á.
cha đi hội chợ trên xã đó, cái xong cái cha nói á, là bà cha phải mua mỗi thứ về một màu cho ráp vô cho thích mai đồ vậy á, biết chưa không? Để mà em á mà có đi qua cái làng khác mà xa thiệt là xa là cha cũng nhận ra em để mà cha theo dõi. Mắt cha em có vấn đề. Sao vậy? Trời ơi, màu sắc gì đâu mà lè lè thì ớn luôn. Dạ? Giận rồi nè. Sao ạ? Nãy giờ á ngồi đây chờ em móc mồi vô câu cá thiệt là lâu luôn, cũng thấy em tới, hẹn người ta ở đằng cây da ngay đình sao không tới, rồi hẹn ngay điểm này luôn, nếu mà điểm đó không có lại điểm này mà sao cũng tới trễ là sao? Không có được, anh không có hiểu đâu, là tại vì á cái cây đa đầu linh đó là coi như là rễ tua tủa, cành lá xum xuê, rồi á là chim hót véo von đẹp lắm, nhiều người hẹn hò đó lắm, rủi rồi cha biết làm sao. Với lại em mặc bộ đồ này mà em lại cây đa ngay đình á, mà hẹn hò ngay đó họ dòm em họ tưởng dông gì à. Anh Du Diên nói nghe cha nói cha sẽ mai em nhiều bộ đồ còn lạ nữa còn độc nữa là ở trong làng này á không có ai mà đẹp như cô gái của cha hết trơn á. Trời ơi cha em ngộ quá. Mà nhắc tới cha em anh mới nhớ nè em. Dạ. Cha em khó lắm phải không? Chứ còn gì nữa. Cha em tại sao mà anh ở làng bên kế bên thì nhiều người anh biết lắm mà sao cha em anh không biết nha. Sao mà anh biết được? Là tại vì anh học ở trên tỉnh thành, lâu lâu anh mới về, mà về ở làng bên, làm sao mà anh biết được tiếng tăm của cha em? Cha em ở làng này ai cũng biết hết trơn hết trọi á, cha em khó dữ lắm. Xong rồi á cha em á kỳ này á còn bắt gả em cho thằng Tư Lé nữa đó, mà em không có chịu. Cái gì? Gả em cho thằng Tư Lé? Ừ. Trời ơi hết chuyện rồi, cha em gả em cho thằng Tư Lé là chết luôn á. Cái thằng đó còn mắt nó le xẹ. Em mà ưng nó về đó nha, nó hung em á, ba cái chỉ trúng có một cái nè. Đừng có nói bậy, đừng có nói bậy. Cha em á nói Tư Lé hiền lành nè, xong rồi á giàu nữa chứ gì, không phải vấn đề giàu mà nó hiền lắm, cho nên nó về nó không ăn hiếp em mà em ăn hiếp nó, cái em thích vậy đó. Em nghĩ là đi, giữa anh với thằng Lé ai giàu hơn ai, mà ai học giỏi hơn ai. Nhưng mà em nói anh nghe vậy nè, bây giờ phải làm cái cách nào đi, làm cái cách nào để là ngăn cái đám cưới này, em không có chịu lấy Tư Lé đâu. Em không chịu lấy Tư Lé, em chịu lấy anh phải không? Ừ. Thì bây giờ em phải cho anh gặp mặt cha em. Không có được, không có được. Anh biết làm sao không? Sao? Bây giờ nếu muốn gặp mặt cha là phải có một cái cách nào đó để mà ra mắt cha, chứ không có đường đường nào mà ra mắt được đâu. Nhưng mà em có nói về anh, nói anh như thế nào cho cha em biết không? Chưa nói, không có dám nói. Cha em bắt buộc em là phải cưới Tư Lé. Nói nghe bây giờ vậy, chỉ có cái cách này dụ cha nè. Cha thích câu cá lắm mà câu cá không, cha câu không bao giờ trúng á. Bây giờ anh nói đi là dạy cho cha cái cách đó là ram cám lên đó, xong rồi cái dò lại cái thảy xuống cho con cá nó ăn. Ê, cái vụ này cái bí quyết của tôi mà tự nhiên sao em biết hay vậy? Đó là chết tôi mang theo, sống tôi để bụng mà. Thì tại vì anh nói thầm mà anh nói lớn quá, em ngồi đây á em rình anh em nghe hết chứ. Chết cha rồi, cái vụ này vậy là em một chút xíu em về em nói với cha em là coi như là bí quyết ra tiền của dòng họ là tiêu tùng. Không có nói, không có nói. Ông tổ ông sơ giờ con có lỗi, con có lỗi, xin lỗi ông tổ ông sơ rồi, chết con rồi, chết con rồi. Không, giờ sao, giờ sao, giờ sao? Em phải đi mua rượu cho cha em. Cha em á đang ở nhà của ông Phó Cối á, đang xây nhà. Cha biểu là đi mua rượu á, về để cha uống rượu với ổng. Ổng canh chừng thợ xây nhà. Mà em hiểu sao ngộ quá, canh chừng thợ mà mua rượu uống là sai, sao canh được ai. Nhưng mà thôi bây giờ em phải đi về. Ngày mai em hẹn anh cũng ngay cái chỗ này, cũng đứng bóng giờ này, hai đứa mình sẽ gặp nhau. Lúc đó sẽ mỗi đứa một cái kế làm sao mà để xin gặp mặt được cha em hay chưa? Ngăn cái đám cưới Tư Lé hay chưa? Biết rồi, nhưng mà mai đừng để người ta leo cây nữa nha. Không? Ừ, nhớ nha. Em đi phải, em phải tránh cha em chứ. Em đi nha. Đi đi. Nhớ nha. Đứng đây nãy giờ chói mắt quá. Còn nhiều bộ đồ đẹp lắm, đi nha. Ủa bố, bí quyết của dòng họ mình truyền lại về vấn đề câu cá tự nhiên giờ lộ tẩy. Công nhận cũng tại dạy gái mà thôi. Cầu tiếp. Được rồi.
Không ăn giọng gì hết trơn trời. Quần nào có mấy cái hồ nó xúc hết trơn rồi. Câu cũng không có là sao? Mày thổi bà nội mày dưới này ha, mày thổi gì thằng quỷ? Tôi thổi mắc mớ gì tự nhiên ông nói vậy không? Tôi đang câu mày thổi gì vậy? Tôi thổi trên bờ, làm như âm thanh nó truyền xuống dưới nước, cá động chạy hả? Sao không chạy? Ông câu rồi, ông lo ông câu đi, tôi thổi kệ tôi. Thứ gì? Chỗ này là cái chỗ của tôi câu, tự nhiên bữa nay ông lợi trước rồi, ông chiếm chỗ của người ta rồi, ông còn nói nữa. Chỗ này của mày sao mày không cắt cái khúc này mày đem về nhà đi rồi mày ngồi mày câu hàng ngày? Thứ gì mà ngang ngược à? Ê, ai ngang ngược không? Mày... Ông lớn mà sao ông nói chuyện đâm xuồng bể không à ông? Bể bà nội mày á, mày thứ mất dạy. Ai mà chửi ai vậy mày? Trời ơi, ông lớn mà ông nói chuyện kiểu đó là... Ông ăn nói vậy là tôi nhỏ rồi, tôi không nể ông ráng chịu nha. Ê, mày không nể tao rồi, mày mặn gì tao mày? Hả? Trời ơi. Tao đang ngồi tao câu rồi, mày tới mà quýt gió, mày quýt cái gì ở đây? Tôi thổi là chuyện của tôi, mắc mới gì không hả? Thứ mày á nha. Thứ sao? Thứ sao? Ông cái này của làng, của tổng cái gì của mày? Hả? Tôi nói là cái chỗ này ngày nào tôi cũng tới tôi câu. Coi như là chỗ này là của tôi. Tôi câu quen chỗ này rồi. Mày coi mày có ký tên, mày có điềm chỉ gì ở cái chỗ này không mà mày nói của mày? Cái thứ mẹ là ngang như con cua vậy mày hả? Trời đất ơi, ông nhìn kỹ là coi ai ngang ai. Chứ tao ngồi đây tự nhiên xong mày tới mày quýt rồi tao nói mày mà không đi rồi mày đứng mày chửi tao là sao hả? Nãy giờ ai chửi ai? Mày đừng có hổn mà tao quánh cái cha mày nghe mày. Mày đừng có thấy tao già rồi mày ăn hiếp tao hả mày? Tôi nãy giờ tôi thấy ông lớn tuổi tôi nhịn nha. Ê rồi mày không nhịn mày làm gì tao vậy? Ông đừng có lớn tuổi rồi ông nói chuyện với người nhỏ tuổi rồi ông ăn hiếp ta. Ăn hiếp rồi sao? Tôi là tôi nể ông lớn tuổi rồi tôi không có trả treo ông rồi. Rồi mày không nể tao rồi mày làm gì tao vậy? Ê ông quá đáng với ông. Ê tôi nói cho ông biết nha, cái tướng của ông á nha, tôi thổi một cái là ông lên cái ngọn dưới này ông nằm 3 ngày chưa tụt xuống được á nha. Ê tao quýnh cái cha mày hổ mà mày nói đi hổ tao lên hổ mày nói mày. Dạ quýnh tôi quýnh lại liền luôn mày. Mày ngon hả? Mày ngon hả mày? Tao đuối rồi nghe mày, chứ không đuối tao quánh nữa rồi. Thứ gì đâu mà ngang ngược. Đi trong khác tao phóng cái loài con mắt mày giờ đó. Sáng giờ chưa câu được con nào. Gặp thứ ôn thần dịch lộn gì đâu không. Dạ rồi ốm quá mà sao không chết sớm cho rồi với con cháu nó rảnh nợ. Chết bà nội mày. Ê ông làm gì ông? Tao quánh mày ông Long có đụng chạm gì tới ông không? Sao mày rủa tao già hả? Chứ ông không già chứ ông sao đó. Ông trẻ hơn tôi à. Cái chỗ này là chỗ của tôi câu hàng ngày. Ông lại ông xí vô rồi ông nói gì nữa. Không mệt. Bây giờ ông câu thì ông câu. Tao ghét cái thứ ngang ngược. Ai ngang ngược? Tao dẹp đi. Vậy thôi mày ăn giọng gì mày ăn đi. Đứng đây cãi cho mày hầu chắc chết. Cho mày câu luôn. Thứ gì? Mà đâu có ngu. Chỗ này cá nó đang chuẩn bị nó tới nó ăn rồi. Mình đừng có bị nó mắc lừa. Xin lỗi. Bị đụng thôi. Tao không nhỏ mọn như mày tưởng đâu mày ơi. Mày không câu thôi mày phá mày. Tôi thích vậy á. Quăng kiểu này cá đâu mà ăn. Mình chọi vào cái cám ràng với lại đất sét cuốn cho nó thơm cá lại ăn mà không tưởng mình chọi động cá đi. Không ngu đâu mày. Cũng phải câu thôi, chỗ này là chỗ đẹp nhất trên cái con sông này rồi. Thì ông câu đi, tôi có nói gì ông đâu. Già rồi, lớn tuổi, khó ăn khó ở, ăn nói độc mồm độc miệng rồi con cháu nó không nuôi nên không có gì ăn, đi câu cá ăn.
Đỡ hơn cái thứ trẻ á. Ta đường có bữa cà chớm mất dài người ta quấn cho sặc gạch. Ui cái thứ này cũng không có con cá nào đâu mày. Cá nào ngon mày câu đi. Từng câu ở bển á. Rồi của mày cũng sẽ trở về già. Tao lúc đó mày còn câu không nổi đâu. Kệ. Mình trẻ bây giờ mình câu. Cá nhỏ mình đem về mình nuôi. Nó bự lên mốt mình già mình có mình ăn. Chứ mình già rồi mà giờ mình đi câu như là muộn rồi. Dạy á mày. Ê tôi có nói gì không đâu, tự nhiên mà ông làm gì ông, tôi câu rồi, tôi câu, ông câu, ông câu, ông làm gì vậy? Ông kiếm chuyện hoài nha. Mày câu mà ngồi mày câu mà mày làm mày chửi rủa tao là sao? Tôi có chửi ai đó. Con nhà ai mà kỳ cục vậy? Cá ơi cá. Cá rô, cá sặc, cá trê, cá mè. Cá lương gì đó. Cắn cái câu bên kia đi. Đừng cho ông kiếm được bữa cơm chiều chứ ông ngồi đi đứng lát rụt rã cũng. Ông làm gì không? Ông làm gì không? Vậy là thẻ nhất mày khỏi câu rồi. Mày ngồi mà câu mày lầm bầm ai mà câu cho được. Tôi lầm bầm mà tôi nói chuyện của tôi. Rồi. Con này bự này ra, con này bự này ra. Ơi, con cá bự nè. Cá bự á. Một con cá rô. Ồ, ba cái đồ quỷ đó, tháng trước ta câu cá ở cá nùi. Cá rô mà câu cá nùi. Chưa dính con cá nào mà dính cái rổ. Cái rổ này á, đựng cá nhiều lắm á. Thứ mày, đừng chọc quê người ta nghe mày. Mày câu nữa coi có không. Không thèm câu nữa đó mày. Dạ rồi, tướng ôm nhôm nhắc nhiên cá liềm kìm mà khó chịu thì sợ. Ông này mà không có con gái không ai dám vô cưới đâu. Mà có cưới là dắt đi luôn chứ không dám về làm rể. Khó chịu chơi theo khó chịu. Ông phá tôi, ông đi tới đâu tôi theo tôi phá ông tới đó cho bỏ ghét. Bà nội cha nó thằng quỷ của hồn đó, bởi né qua đây câu cho nó yên thân. Thứ gì đâu mà sao nó câu có hoài mà mình câu không có, tức ói máu luôn. Ăn giùm một con đi cho đỡ nhục đi trời. Ăn đi. Ăn đi. Sao mày không ăn? Tổ bà nó. Mày tới mày quýt bà nội mẹ đây hả? Hả à, sao mà mày cứ phá theo phá tao hoài vậy thằng ôn kia? Ông mới ngộ nha, chim trời cá nước ai câu được mới ăn. Ông làm gì mà ông chửi tôi? Sao nguyên cái khúc sông này mà không ăn giọng chỗ khác mà cứ nhầm thằng già này mày ăn hoài là sao? Tao có cái gì để cho mày ăn? Tôi thích câu ở đâu rồi tôi ngồi đó tôi câu à. Ông có quyền nói. Thứ gì đâu. Thà bá ơi lên hốt nó giùm em đi. Đi câu cá mày dính cái rổ. Chưa có con cá nào mà có cái rổ. Vậy cũng có lợi được cái rổ, còn đỡ hơn mày. Quăng gì xuống mà quăng hoài mày. Quăng gì kệ cha tôi, ông lo câu đi. Thứ gì. Đồ quỷ gì mà dai như đĩa, ta nói thiệt mày. Cái thứ mà con trai đàn ông mà dai dẳng như mày, ai mà có con gái gả cho mày, cái thứ là vô phước. Con nào mà lấy mày mới vô phước. Trời ơi, cá rô này mà kho tổ là hết ý rồi. Câu mãn đời luôn thấy con cá. Gốm, ba con cá liệt thìa đó ai thèm. Cá liệt thìa, mắt ông sao mà ông nói mày con cá liệt thìa. Đem nó về cho ba mày đá cá hả? Ăn rồi đừng có con cá bự quá nó lôi tao luôn xuống sông. Con cá gì mà chín
Cái đó cái gì vậy? Bà nội cha cái quần nào đi tắm xong mà cái quần tụi không biết. Câu rổ rồi câu quần mày vậy? Mày cái gì vậy? Thằng ôm kia. Ông đừng có ăn hiếp tôi nữa nha. Ông câu không dính thì tự nhiên ông lại ông quýnh tôi. Trời ơi. Mấy con cá nó cũng biết chứ bộ. Nó cũng canh cái người nào có đức á thì nó mới ăn. Mày đừng có gáy. Ta sẽ câu được một con bự cho mày coi. Mấy người không có đức á thì cá nó không có ăn. Ba hồn chúng kia, cá lăng, cá tra, cá mè, cá lóc, cá rô lại đây ăn giùm. Cá sấu nó lại ăn mày đó. Ăn ông á. Thứ gì nó thấy tao là nó chê rồi mày. Nó ăn cho nó mắc xương nó chết hả? Ông nó ăn được cũng mấy bữa đó. Tại xương không rồi nó gặm. Sao đi đâu cũng gặp thằng ôn này là sao? Tao đã đi qua đây tao né mày rồi. Quan gia nghiệp chướng không? Có dính nữa. Nó không ăn nữa đâu mày. Đây nhìn thấy chưa? Thấy nó lậu trên mặt nước chưa? Thấy cái miệng của nó bị dính vô trong cái lưỡi câu chưa? Thấy chưa? Giật cái mặt nó nè đó. Thấy nghề câu cá chưa? Nghề chưa? Ê. Dẹp đi! Thứ mà ra câu được có một con cá mà gáy hả mày? Tao cũng sẽ dính thôi. Tao không câu cá nhỏ như mày. Cá nhỏ câu làm gì về ăn mất không mất xương. Đó đó đó, mày thấy cho mày nó ăn đó. Mày thấy cho mày cá này là chắc chắn là sẽ bự thôi. Đúng rồi, tôi từ nào tới giờ tôi chưa thấy ai đi câu mà được cái rổ, cái quần rồi giờ tới cái tay áo. Dạ. Nội cha nó cái yếm cho cái tay áo cũng đỡ. Con quỷ nào đi tắm, hai đứa tắm một cặp mà đứa bỏ yếm, đứa bỏ quần. Mày cười hả mày? Ông làm gì vậy? Đá mà chết dịch mày. Tôi cười cái cha tôi rồi nha. Ông câu không có gì. Gì? Nói nghe nè. Nói gì? Nãy giờ đừng buồn tao nha. Nói mà nghe nè. Tại tao mê câu cá quá mà tao không biết như thế nào mà 3 tháng trời tao không câu được một con. Mày có thể chỉ cho tao bí quyết câu cá không? Tao mê câu cá lắm. Ngu hả chị? Chỉ đi. Mày bây giờ mày để làm cái gì cái đó mà mày không chỉ? Tao cũng đâu sống bao nhiêu lâu để tao dành câu cá cho mày. Mày chỉ cho tao đi, tao sẽ gả con gái tao cho mày. Tôi đâu có cần ông gả con gái ông cho tôi đâu. Tôi có người yêu rồi. Người yêu mày là bỏ đi. Con tao mày thấy mày hết hồn liền. Nó đẹp ngang ngửa tao luôn. Trời ơi. Tao nói đẹp là chim sa cá lặn đó phải không? Đúng, cá nó lặn nó không ăn con nào. Trời ơi, đi câu cá như ông. Cá nó thấy mày nó còn chạy mà. Trời ơi, nó chạy là nó trốn chứ không phải nó lặn gì sặc đẹp đâu. Trời ơi, ông nghĩ sao mà tôi đi câu cá tôi có cái bí quyết câu thành công mà tôi đưa cho ông để tôi lấy con gái ông. Con gái ông tôi nhìn thử ông mà tôi biết con gái ông nó xấu. Nó xấu còn hơn con cá đuối mà chết xình ở giữa biển không biết không? Không có xấu, con tao đẹp lắm, không những có sắc mà còn có màu nữa. Có màu là sao? Mày có hay chơi cá không? Cá gì? Cá bảy màu, con tao cỡ đó đó. Cá lìa thìa hả? Lìa thìa khác, lìa thìa nó có màu tím thôi, con cá cọp nó mới bảy màu. Vậy là con gái ông là cá bảy màu. Đẹp lắm. Đi chỉ cho tao câu đi. Tôi nhìn ông câu. Tôi mắc cười quá. Trời ơi. Để tôi coi coi Cái thành phẩm ông câu bữa nay coi gì nha. Cái rổ. Trời ơi. Cái quần. Cái hiếm mà chưa gỡ ra. Rồi, rồi xong. Rồi, đem về. Ăn đi. Đem về là cái cha con ông á. Kho hay nấu canh ăn đủ rồi. Làm gì hả? Nhịn nông nhiều lắm mà nhau. Nhịn gì? Nhịn nông nhiều lắm. Bữa này hay lắm hả mày? Sao? Mày khổ hả mày? Khổ hả? Mày
mày khổ mà. Ông lớn, quýt đâu mày. Mày khổ lớn. Quýt đâu mày. Mày khổ mà. Trời ơi con. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ai tôi nhịn ông quá rồi, không có chữ tôi hoài, tôi phải quýnh ông thôi. Thì ông ngon chữ ra đi. Tao chửi ra, thằng cha mày. Thằng ngon mày quýnh đi. Mày quýnh tao không quýnh mày, tao con mày. Ông chửi cái nữa coi. Ông chửi cái nữa coi. Mày cầm cây hả mày? Chửi tôi quýnh ông coi. Mày nghĩ gì vậy Lao? Chút rồi hả? Nữa. Trời ơi, tức quá mà. Tưởng ông đàng hoàng tử tế tôi còn chỉ biết kiếp về câu cá. Thằng này ông hung dữ quá. Ai mà thèm chỉ cho ông. Từ ra sắp tới ra, ông nhớ nha. Đi câu cá mà gặp tôi thì xách giỏ đi về nha. Xách cần về luôn nghe chưa. Ông câu không có được gì đâu. Còn phí anh em mày. Muốn gì? Giờ muốn gì? Mày hổ mà mày. Muốn gì? Mày ở cái quân, ở cái làng nào mà mày hổ mà hả? Tôi ở làng bên. Làng bên hả mày? Quân đường hả? Làng bên hả? Tao quân cho mày. Quân đường rồi cái làng bên mày là rồi cái làng bên mày nó cũng đau thân. Ê, em quýnh cha già này phụ anh em. Quýnh cha già phụ anh em. Quýnh nhẹ xuống. Vừa cái quân nào mà nó kêu cả làng cả sao này. Quýnh vô quýnh. Quýnh. Quýnh nó. Mày quýnh nó. Dạ. Mày quýnh nó không sao quýnh. Dạ dạ. Em làm gì? Em làm gì? Quýnh nó cho tao. Quýnh quýnh ổng. Quýnh nó. Quýnh ổng. Quýnh ổng. Ôi cha. Gì kỳ vậy? Con không có quýnh được đâu. Tại sao quýnh được? Kêu mày nhào vô mày quýnh ta. Cha, tao kêu mày quýnh nó mày không quýnh. Cha, nó là cái gì của mày? Cha, tại vì hồi nãy con không thấy cha cho nên con mới quýnh cha. Nhưng mà cha ơi cha, nếu bây giờ mà con có thấy cha đi chăng nữa mà cha kêu con quýnh ảnh là con không quýnh được đâu cha. Tại sao vậy hả? Cái thằng này nó là cái gì cha, của mày? Cha, nó là cái gì của mày? Cha, đây là người yêu của con đó cha. Cha, con đã nói với cha là con có người yêu. Con không có lấy từ lẻ. Thì ra thằng này là người yêu của mày. Dạ. Hồi nãy giờ nó đè đầu, nó quánh ta, nó chửi ta từ sáng tới bây giờ. Cha ơi cha, con xin lỗi cha chưa. Con lại bác, con tha lỗi cho con. Bác lỗi, cần lại mày. Cha. Con tha lỗi cho con. Mày câu cá mày hách được, chứ bây giờ mày câu con tao rồi dễ gì mày hách cho tao. Cha ơi cha. Ba con ở đời cá ăn kiến là kiến, phải lụm cá thôi mày. Ba. Dẹp đi, khỏi cần suy nghĩ, con tao gả cho thằng Út Lé rồi. Được, chẳng từ lé con quý chịu đâu cha, nhưng mà cha cũng phải coi lại tính tình của cha đi cha. Cha khó chịu lắm, mà cha cũng khó ưa nữa. Ai mà chịu cha hả cha? Tại vì ông Tư Lé nó không có biết cha tính tình, chứ biết nó cũng không có chịu đâu cha. Tao quánh mày nha. Vâng. Mày có trai mà mạt xác thật già lại khỏi. Bác ơi bác. Nhất định không bao giờ. Bác ơi bác con xin lỗi bác. Nếu mà cha không đồng ý, con nhảy xuống với cái hồ nước này, con tự tử con chết cho cha coi. Mày khè tao hả mày? Không có khè. Còn lâu. Em bình tĩnh em ơi, đừng nhảy em ơi. Em ơi, có lẽ gì tình yêu mà em làm như vậy em ơi, cứu bác ơi. Mày chết cha mày luôn. Trời ơi. Mày thấy không? Anh nó sẽ có xuống, chết theo mày đâu. Cho mày tự tử luôn. Anh xuống, anh cứu em. Trời ơi, bác tàn nhẫn quá, bác gã. Bác gã cho lé, trời ơi, bác ơi. Tao gã nó cho thằng lé luôn. Gã lé, con chết luôn rồi bác ơi. Chết đi. Con chết luôn rồi cho bác ơi. Chết luôn. Ba. 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 Ba.
Ông Miệt ơi. Cha, cha. Không bao giờ tao gả đó mày, đừng có hù tao. Cha, gả đi cha. Trời. Địa, nó vô người con. Không gả mày. Không chết trời. Mệt thì con chết gì địa cắn. Không gả luôn. Em hằng chim từ từ. Cha, cha gả chưa? Không gả mày. Chà. Không gả luôn. Cha. Không. Cha, con chết đi cha. Mệt. Trời, em hằng. Con tao đâu? Đâu em hằng? Con tao đâu? Bà nội cha đó, cái thằng nó ngục mấy đời nó cũng ngục. Con tao nó nổi như chết trâu vậy, mày không nắm cổ nó, mày giật lên mày mò ở đâu ở dưới hả? Mày kêu nó lên đây tao gả cho. Hả? Lên đây tao gả. Khoan. Đi nói vậy. Lên đây tao gả. Cha để. Còn cái váy của con nó trôi ở đằng kia kìa. Cái váy con nó trôi đằng kia kìa. Hèn gì tao câu lên toàn yếm với quần không. Tổ sư cha tụi bay. Tổ cha mày, mày lên đây. Mày lên đây. Được rồi. Bây giờ tóc đuôi gà mày nó thành cái đuôi tròn ra. Lên cha. Tao không kéo. Lỡ mày giật tao xuống luôn dưới đó rồi sao? Hả? Cái thứ gì mà ác ôn vậy? Hả? Mấy chai gà đúng không? Con leo lên nè. Tao gả xuống nữa nè. Tao chịu gả rồi. Tao lại mày lên giùm tao. Nhà tao có mình mày thôi. Chà, tưởng chuyện gì chứ. Bí kíp câu cá đám cưới xong xuôi rồi. Tối bữa đó con chỉ cho cha ra cha. Vậy cũng được. Nói nghe nè, mà mày có bí kíp câu cá gì mà hay vậy? Chỉ cho cha đi. Tía gả em hằng cho con rồi con sẽ chỉ cái. Ừ, tía gả, tía hứa tía định, tía thề là tía sẽ gả mà. Vậy thì con nói cho tía biết cái bí kíp mà con câu cá được nha. Vậy em tía ơi. Sao vậy? Tía cá heo ăn đó. Tía đem về. Tía ra, tía rang lên cho nó thơm. Xong rồi tía cầu với đất sét á. Tía móc cầu, tía cầu là cá ăn. Vậy đó. Bà nội cha mày vậy mà mày cho tua. Tâm sinh lý bạn nha. Này coi đường này. Thiếu nhi của tôi với bà quá ta. Bà gì cũng bỏ tôi đi hai mươi mấy năm trời rồi. Để tôi có mình gà trống nuôi con à. Bà có biết là cái nhi này tôi dạy nó không bao giờ nó nghe lời tôi không? Sen Oxy Jack. Bà chơi đúng tên mày mới nghe hả? Con nói không bao nhiêu lần rồi, tao ở đợi tao phải có cái sĩ diện của ở đợi chứ phải kêu sen này sen nọ được. Oxin Nhật dạ, Bản. Dạ được rồi, bà ở đợi bà Oxin. Làm ơn lau nhà lau cửa giùm đi, suốt ngày ăn uống không à. Đó thấy không á, người ta nói là trời đánh không tránh bữa ăn. Bây giờ có cái chuyện bàn dơ thôi con đang ăn, ông lau giùm con chứ không được sao? Lau đi không? Lau. Lau bàn kìa, nó bụi không kìa, mấy cái ly nữa kìa thấy không? Ờ, ly bụi quá. Rồi sẵn rồi pha luôn cho con ấm trà đi. Nó không trà luôn hả? Ừ. Làm nó khỏe. Ừ, để tao pha ấm trà. Ừ. Ê đang. Cái gì vậy ông? Ở nhà này ai là chủ? Tao là chủ hay mày là chủ? Dạ ông là chủ. Sao mày sai tao? Trời ơi, bữa nay con làm có được mà. Con làm nhẹ nhà được. Sao làm được? Mới làm móng nè. Nước chơi tức kỳ luôn, bây giờ làm rồi nó chạy móng sao làm được. Tôi không biết tôi mướn ở đợi mướn má tôi nữa thì tức à. Gì vậy? Nãy giờ làm gì thấy ông cái lầm bầm lẩm bẩm hoài vậy? Vụ gì vậy? Buồn. Buồn gì? Nhi đó. Cô sao? Suốt ngày tụi năm tụi ba. Nó hoài nó nghe. Con nói thiệt là đúng luôn không? Cô nói về cô hư lắm nha. Nói hoài cô mới nghe. Con nói thiệt á, con chỉ con dạy cô biết nhiêu luôn. La rầy biết nhiêu không thèm nghe lời con vậy trơn trời. Bây giờ tao nói cái căn nhà này bây giờ nói hết nổi rồi. Mạnh ông đi, mạnh cô đi. Và con bây giờ con không có dạy ai được hết trơn trời. Ông không nói không được mà nó không nghe lời. Nên mày dạy tao hả? Vậy giờ không có. Ý là con góp ý mà không có ai nghe lời con nữa hết rồi. Góp ý gì? Bộ mày khùng gì đâu. Biết tao buồn gì không? Buồn gì? Tao nói mày nghe là tao nói nó hoài à. Mà cái con gái bây giờ tao nói hay quá. Hồi xưa tao với bà thì mày nắm tay thì không dám. Đúng rồi. Còn bây giờ tao nói mẹ mới quen nhau xíu nắm tay dắt nhau đi chơi. Suốt ngày buổi trường mày vô làm gì? Nhảy. Đó. Mà nhảy là dễ bị hư nhất. Đó. Đúng không? Mà tao nói với mày rồi. Tao ngồi nhiều khi tao buồn á. Sao nữa? Ước gì lấy đại tấm chồng đi, tao già rồi, đúng không? Dạ. Có đứa con cho ảnh bồng chứ đúng không mày? Đúng rồi. Mà nó hoài nó nghe. Trời ơi, phải chứ nó xấu thì nó đẹp. Cái sớm này là phải nói là nó đẹp nhất sớm. Thôi nghe không?
đồng ý là con ở cho nhà ông thiệt, nhưng mà ông nói cái gì đúng thì con nghe, ông nói sai con cũng nghe đó. Ông mà ông tự nói mà con gái ông đẹp nhất xóm này là ông nói quá cho cô rồi. Sao quá? Cô chẳng qua là đẹp nhì xóm thôi. Vậy chứ ai đẹp nhất xóm? Con nè. Em muốn rụng rời tay chân. Trời ơi kể không nghe, mỗi lần mà con với cô mà bước ra đi vậy nha, tao nói trời ơi thanh niên con trai sớm này nó nhìn tao nườm nượp nó chảy nước miếng dài vậy đó. Trời ghê vậy. Kể không nghe, nó thấy con với cô đi á, nó nói con với cô giống Tí Dân Tí Kiều. Mất cỡ chết luôn. Dạ hả? Rồi nó nói gì nữa? Ủa sao nhiều khi nó làm thơ nó tả về cái nhan sắc của cô với con nữa. À nó làm thơ nữa hả? Dạ. Ê, nó làm thơ nó tả cô làm sao? Nó tả cô chứ. Em ơi, nhìn em đẹp rạng người mà không chói loa. Nó khen cô mày à? Khen cô đẹp. Đẹp nhất xóm của mày. Dạ. Ê, cô mày nó tả sao? Nó làm thơ tả con hay hơn cô luôn. Dạ, tả sao? Em ơi, nhìn em đẹp chói loa mà không rạng người. Đẹp hơn cô luôn. Nó chê. Nó chê mày đó. Không có con nào khùng như mày nghĩ sao ta chê mà mày cười. Ủa vậy là chê chứ không phải khen hả? Ừ, đẹp chói loa mà không rạng người là sao? Câu vô duyên hả? Trời vậy mà nào giờ tưởng là nó khen con đẹp không á chứ. Ừ. Căng à. Thôi giờ tao không nói nhiều mày nữa. Dạ. Vô nhà rửa chén rửa gì đi, tao thấy cái trong chồng chén trong nó dơ lắm mà. Đi công chuyện chút mà. Con nói ông gọi nên làm được nè, mới làm móng, mới sơn nè thấy không? Mai con làm cho. Dạ bà ô xin muốn làm gì làm. Dạ. Đi công chuyện đây à. À ông đi. Ông. À mà, gì? Gì nữa? Đó. Dạ, nay làm gì mặc đồ bông hoa lá cành đẹp vậy, đi đâu à? Mới sắm đồ sida đó. Dạ. Đẹp không? Đẹp. Đi đâu diễn vậy? Đi đâu á? Mắc cỡ. Mắc nghe coi. Hơi. Đi mày, đâu rõ? Mày xâm phạm đời tư tao quá. Kể nghe coi. Đi đâu à? Thăm bạn gái. Đi ăn ốc gái à? Thăm bạn gái. Hả? Thăm bạn gái. Trời ơi, tao nói bởi vì già mà không nên nết không? Bởi vì tao nói ở trong cái nhà này giờ hết nói ai nổi rồi. Mà anh ông đi, mà anh cô đi à? Rất thành cha vậy sao nói nổi con à? Đó, còn cô nữa kìa. Đi đâu sáng giờ cũng không thấy đường, cũng không chịu về nhà nữa. Bực bội à. Cô ơi, cô đâu rồi? Mộ bia để tên cô đất sao? Tao đây, tao đây, tao đây nè. Sao mày về mà không báo tao? Không hả? Ý, cô. Sáng giờ mày đi đâu vậy? Trời ơi, sáng mới về sớm banh mắt ra lên trên mạng ngồi chat rồi. Chat xong về mới nói chuyện với ông nè, mới tám với ông rồi ông đi rồi. Mày nói chat? Dạ. Mày làm gì đến đó vậy? Tìm bạn trai. Sao? Chứ bộ mày đâu? Bộ cũ hả? Ừ. Trời ơi, chia tay rồi. Ủa sao chia tay vậy? Ghét cô. Ừ. Giận lắm cô, bữa tự nhiên đi chơi. Hồi tháng trước nè, mới đi chơi nè, làm sen. Ừ. Có biết sao, cái nó nói em, nó em giống Thị Nở. Nó nói mày giống Thị Nở? Dạ. Nó nói mày hồi nào? Hồi tháng trước. Chết. Nó nói từ hồi tháng trước mà hôm qua mới đòi chia tay. Hôm qua mới đọc truyền trí vèo. Nào giờ tưởng nói Thị Nở là đẹp không á, thì hãnh diện luôn á. Giờ biết là Thị Nở là xấu. Trời ơi mày quá. Bó tay cho mày luôn á. Đang rầu thúi rượu gặp mày nữa. Ủa cô làm gì mà sao thấy cô rầu rĩ quá vậy, cô buồn quá vậy? Nói cho mày thì được thôi, nhưng mà mày hứa được cái nói cho ai biết nghe. Cô nghĩ sao cô nói em vậy? Cô biết là em nổi tiếng nào, giờ là em rất là kín miệng, em không bao giờ mày biết nhiều chuyện với ai. Cô nói với em là em chỉ để trong lòng, không bao giờ nói với ai. Nói đi cô. Rồi cô tin tưởng em á. Cô có thai. Có thai. Trời ơi, mới hàng xóm cô tin có thai. Trời ơi, chưa có chồng mà có chủ quan. Trời ơi, có chủ quan rồi trời ơi. Trời ơi, cô lại em. Em lại cô. Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Mày muốn bà con lối xóm lên biết là chủ quan hả? Nên ngồi xuống. Trời ơi, cô làm gì mà cô bôi cho chết cháu vô mặt em không? Trời ơi, đây mặt mũi nào mà em nhìn lối xóm bà con? Thì tại cô đó. Rồi đây người ta sẽ cười vô mặt em. Người ta nói em ở đợi mà không biết dạy cô chủ. Để cho cô chủ có chủ quan. Mày má tao hả? Má mày chứ má ai? Trời ơi. Mày quá lắm rồi nè. Dạ em lại cô, em bị liệu mà cô. Mày liệu khôn quá hả? Cô ơi, nhưng mà ai làm cho cô có bầu, cô bắt tụi nó chịu trách nhiệm chứ. Trời ơi, cái đống thằng mấy thằng nào mà bắt. Trời ơi, lăng loạn quá. Cái gì? Không có, ý của em đó là bây giờ cô phải tìm cái cách nào cô gỡ lại cái danh dự cho em chứ. Trời ơi, cô ơi nhục nhã chết à. Cô nghĩ sao, em là ở đợi cho gia đình cô mà giờ cô bị chủ quan. Trời ơi, nhục quá. Trời ơi, chết rồi trời ơi, quá nhục luôn à. À, cô có một cách. Cách gì cô? Trời ơi, không được đâu cô ơi, trời ơi, không được đâu. Em phải giúp cô chứ nếu không cô phá cái thai đó. Trời ơi, phá thai nữa cô ơi tàu đại một phát thai luôn bây giờ. Nhà giúp mà không nói một tiếng đi. Trời ơi sao mà tôi khổ dữ vậy nè. Trời ơi.
Mệt cô ghê vậy đó. Bây giờ là dì đứa bé cho mượn giúp cô một lần một thôi đó nha. Ừ, cô biết rồi mà. Vậy giờ em vào lấy đồ của ông mặc đi nha. Em nhớ phải quá đàn là thiệt là giống ông nha. Trời ơi, cô nghĩ sao cô bắt em dày đi mặc đồ của ông? Ông cao bao nhiêu? 1m82. Còn mấy? 1m58. Trời ơi, nghĩ sao người 1m58 đi mặc đồ của người 1m82? Trời ơi, trời ơi, chắc mặc áo khỏi mặc quần nữa. Thôi thì em săn lên giúp cô đi mà. Anh ơi, tới vào nhà đi anh. Thưa em, anh mới tới. Đi anh. Dạ, em ngồi. Dạ. Anh nè, hôm tụi anh sao vậy? Lần đầu tiên em nắm tay anh cái anh run. Trời, không có gì đâu. Nói. Chưa chạm mà. Anh dự tính mà. Anh ơi không? Lần này anh phê. Em có làm gì anh đâu? Em ngồi bên kia cho chắc ăn đi. Đừng ngồi bên đây. Anh ngồi đi. Dạ. Anh nè, hôm nay ba em mời anh sang đây á. Ý của ba em muốn là... Muốn gì em? Muốn tụi mình cưới nhau. Thì thôi anh gì à? Anh chuyện đã chứ. Anh nói cho Nhi nghe nè. Dạ. Gấp quá rồi, đâu có chuẩn bị tâm lý đâu mà cưới được. Trời, anh ơi, cái chuyện đó không quan trọng đâu. Cái quan trọng bây giờ là làm sao giải quyết cho xong cái bầu anh nè. Cái bầu. Ủa, cái gì? Em mới nói cái gì? Cái bầu không có anh nghe nhầm. Ý của em muốn nói là anh làm sao cho ba em cho anh cưới em. Hai đứa tụi mình có bầu có bạn với nhau mà. Anh cũng muốn vậy á. Anh ơi, vậy bây giờ em vào kêu ba em ra nói chuyện với anh nha. Thôi từ từ đi, anh run quá. Không sao đâu, ba em dễ lắm. Ba em chỉ cần nói cái gì anh gật đầu là được rồi. Vậy hả? Vậy nhà kêu ba em ra nha, anh bình tĩnh nha. Rồi. Ba ơi, xong chưa? Xong rồi nha. Trời ơi, trời, mặc đồ không kém cho tới nách luôn, đã dở mang luôn nha. Má thiệt luôn. Dạ. Mày ăn bằng cái gì kỳ vậy? Trời ơi, thì cô biểu con vô nhà lấy đồ của ông thay nè. Cô này sao, tránh ra. Còn nói cho việc bắt đầu từ giây phút này, con là ông chủ trong gia đình này. Chứ nó kênh con kìa. Trời ơi, mày là ba mà. Con là ba của cô, con đâu có sợ nó đâu. Ừ. Anh hùng lên. Men lên. Men. Trời ơi, người ta chống nảnh nó lưng quần, còn mày chống đâu ở nách vậy? Lưng quần nè cô. Mà lưng quần kéo cả lên tới nách rồi. Còn chống đây là chống ngay đùi nè. Cô tính ra để con mừng việc đi. Cô nói quá. Mời cậu ngồi. Dạ, cảm ơn bác. Ngồi. Dạ, ngồi. Nghe tôi hỏi rồi trả lời. Cậu á. Dạ. Đẹp trai quá à. Đó. Tao biết rồi. Cậu khỏe không? Dạ thưa khỏe. Dạ bác khỏe không? Ở đó mà khỏe cái gì? Làm gì tới bà nội luôn. Đâu đánh tao? Mày đánh tao à? Dạ đâu có, con đâu có đánh đâu. Tổ cha nó chưa quên liền. Dạ thưa bác, bác ở đây rồi, bác gái đâu rồi bác? Má em đang bánh tét ở dưới quê đó anh. Dạ bác bánh tét chứ cô ơi. Lộn, bác gái nào? Vợ bác á. Mới 16 tuổi làm gì có vợ. Ủa, 61 tuổi chưa có vợ. Vậy bé Nhi con ai? Con hàng xóm chứ ai. Con tôi. Cậu hỏi nhiều quá. Cậu chỉ việc ngồi nghe và trả lời. Cậu nên nhớ, những gì cậu nói sẽ là bằng chứng trước tòa. Cậu quen con gái từ bao lâu rồi? Dạ thưa 3 tháng nè. Mới 3 tháng mà có bầu. Dạ thì con, ủa trời ơi, trời bác, đâu có, con với Nhi đâu có làm gì, mới có nắm tay không mà sao có bầu. Nắm tay cũng có bầu. Ủa, chứ kỳ vậy bác. Như tôi nè. Dạ. Hôm bữa ra đường, thằng kia chỉ đá lông nhiều, cái tôi về nhà mang bầu luôn á. Vậy bác mang bầu này kìa. Cái gì vậy? Lộn, ý tôi đá lông nhiều con nhỏ kia về nhà nó mang bầu. Dạ. Nghe tôi thành thật trả lời. Dạ. Cậu á. Dạ. Cái gì vậy tôi hồn? Yêu.
Lộn. Có yêu con gái tôi không? Dạ yêu. Yêu thôi, giờ hai người làm đám cưới đại đi đúng không? Chứ quen nhau cũng lâu quá rồi. Men lên. Men khắc khắc men chưa. Dạ, đàn ông lắm. Đàn ông đích thực. Dạ. Nó kết cái nhan sắc của em à. Cô ơi, nó kết em à, cô ơi, nó kết em à kìa. Gì? Hả? Râu. Râu. Con gái tụi nó bị râu, phải để râu. Dạ, con không có râu. Râu bắt đâu? Thì râu tôi nè. Râu đâu? Ta mới cạo, mới cạo. Bà cạo lẹ quá hả chị ha? Mới nãy ta... Cái miệng bắt đâu? Miệng nè. Râu tôi nó ngộ lắm cậu. Dạ. Nó mọc gấp quá, nó mọc lộn chỗ. Nó vui nó mọc ở đây. Khi nào buồn buồn cái nó mọc ở đây. Còn bữa nào mà gấp quá cái đem nó mọc ngược. Ủa sao kỳ vậy ba? Còn bữa nào mà kỳ kỳ cái nó mọc ở đây. Ôi đồ ngu. Cô này mệt cô quá. Cô nhờ con cố quánh con hoài. Ghét con không làm giùm cô đâu vậy. Con không làm. Chả không làm. Mày làm cái gì kỳ vậy? Kỳ cái gì bây giờ nói hoạch tét luôn nè. Ai đây? Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là ông chủ gì hết, mà tôi chính là... Ô. Ủa xin là cái gì? Ở là cao cấp. Trời đất ơi. Cô tránh ra để con bằng việc thằng này. Bây giờ tôi nói cho anh biết, cô tôi đã lỡ mang bầu rồi, anh phải cưới cô tôi. Thôi. Tôi không phải là tác giả, tôi không cưới. Anh không là tác giả, anh cũng phải cưới. Thôi. Tôi nói rồi, tôi không cưới. Cưới. Không. Cưới. Không. Ô Quân. Em quay. Bây giờ tôi hỏi lần chót, anh cưới không? No. Nó no là nó chịu cưới đó con. No là không có cưới đâu má. Thôi. Vừa bụng chưa? Bây giờ thằng này nó không chịu cưới rồi. Không thấy cô cho em tiền lên đài truyền hình đăng quảng cáo tìm ba cho đứa bé đi cô. Đẹp à, anh nói đúng đó. Người ta có ăn ốc đâu mà bắt người ta đổi vỏ chứ. Cô phải rút kinh nghiệm đi. Mai mốt thằng nào ăn ốc cô bắt nó nuốt vả luôn vỏ đi. Tự nhiên thằng nào ăn bắt thằng này nó hốt cho nó chịu. Ủa chứ tự nhiên chửi tôi hoài à. Xin lỗi. Thôi mà Đạt, cô lại có cách giải quyết rồi. Cách gì cô? Cô sẽ phá thai. Như vậy cô đã tạo nó ra thì cô phải có trách nhiệm với nó chứ. Dù gì á thì nó cũng là một sinh linh, một con người mà cô. Đúng rồi. Gì à, con ở đợi này nó vậy? Ở đợi hồi nào vậy chứ kêu bạn vậy? Ô xin tôi đầy đủ họ tên Nhật Bổn tôi mới chịu. Kêu sao? Ajinomoto Osin Shop. Ajinomoto Oshisa. Vô mặt con hết rồi nè ba. Nói nó xa xa đó vậy nè. Nhi à, bây giờ anh quyết định rồi đó. Anh sẽ làm ba đứa bé. Anh sẽ cưới Nhi làm vợ. Nhưng mà với điều kiện là Nhi đừng có bỏ đứa bé nha. Anh ơi, anh tốt quá. Tôi yêu Nhi thật lòng mà. Con là đẹp ba. Nhi ở bên kia kìa. Gái đẹp tùm tướng tướng bà. Hèn chi thấy có một khúc. Trời ơi, như xỉa xói tôi làm sao trời. Đó, hai người vậy phải vui vẻ, phải hạnh phúc phải không? Giờ còn đứng yên nó làm gì nữa.
Chứ giờ làm gì nữa? Trước khi mà tôi mời ông về đã làm đám cưới cho hai người đó, anh biết làm gì chưa? Làm gì? Qua hung tôi cái coi.